soi kèo áo với Na Uy 1:45 ngày 14 tháng 10. Trước trận đấu gặp Kazakhstan, đội tuyển Áo đã có một màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng 4-0. Chiến thắng này không chỉ giúp Áo gia tăng niềm tin mà còn giúp họ bắt kịp Slovenia về mặt điểm số, tạo ra cuộc đua quyết liệt với Na Uy cho suất thăng hạng trực tiếp lên Ligue 1. Hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Ralf Rangnick đang quyết tâm cao độ để trở lại hạng đấu cao nhất của châu Âu sau khi phải xuống hạng ở mùa trước. Với hệ thống phòng ngự chắc chắn và hàng công đang vào form, Áo đang trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho tấm vé thăng hạng. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Na Uy sẽ là thách thức lớn khi đối thủ này đang dẫn đầu bảng và sở hữu dàn cầu thủ mạnh mẽ, đặc biệt là tiền đạo Erling Haaland. Đáng chú ý, trong quá khứ, Áo chỉ giành được một chiến thắng trong 4 lần gặp Na Uy từ đầu thế kỷ 21 đến nay, cho thấy đây là một đối thủ không dễ chịu. Để giành chiến thắng và giữ vững hy vọng thăng hạng, Áo sẽ cần duy trì phong độ cao và tận dụng tốt lợi thế sân nhà trong cuộc đối đầu sắp tới. Việc chiến thắng Na Uy sẽ không chỉ giúp Áo vươn lên dẫn đầu bảng, mà còn đưa họ gần hơn tới mục tiêu trở lại đấu trường Ligue 1 của UEFA Nations League. Bên phía đối diện, đội tuyển Na Uy dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Solbakken đã có khởi đầu không mấy thuận lợi tại chiến dịch UEFA Nations League mùa này, khi chỉ có được trận hòa không bàn thắng trên sân khách trước Kazakhstan. Tuy nhiên, Na Uy đã nhanh chóng khắc phục và trở lại mạnh mẽ với 2 chiến thắng liên tiếp sau đó, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng B3 với 7 điểm, trở thành ứng cử viên sáng giá cho tấm vé thăng hạng lên Ligue 1. Sau nhiều năm vắng bóng tại các giải đấu lớn, Na Uy đang khao khát khẳng định mình và trở lại đấu trường châu Âu đỉnh cao. Với tài năng xuất sắc như Erling Haaland trong đội hình, cùng với một loạt các cầu thủ đang thi đấu tại những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, Na Uy có tiềm năng rất lớn để hoàn thành mục tiêu thăng hạng nếu họ có thể tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Nếu giành được 3 chiến thắng trong các trận đấu cuối năm, Haaland cùng các đồng đội sẽ chính thức ghi tên mình vào Ligue 1, hòa nhập với những đội bóng hàng đầu của châu Âu. Đối đầu với Áo trong trận đấu sắp tới, Na Uy hiểu rằng đây sẽ là một thách thức không nhỏ. Nhưng với đà hưng phấn từ những chiến thắng gần đây, họ hoàn toàn có đủ sức mạnh để giành trọn 3 điểm và tiến gần hơn đến mục tiêu thăng hạng. Soi kèo Áo với Na Uy. Dẫu cho ở trận đấu được chơi trên sân nhà gần nhất, đội tuyển Áo đã có được chiến thắng tưng bừng đến 4 bàn thắng trước Kazakhstan và qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp toàn thua ở kèo châu Á. Tuy nhiên đừng quên, đây chỉ là đội bóng tiểu nhược nên kết quả đó cũng không nói lên được quá nhiều điều. Trong khi đó, tuyển Na Uy đã toàn thắng kèo trong cả 2 trận đấu gần nhất và ở lần gặp đội tuyển Áo tại lượt đi, họ cũng đã từng đánh bại đối thủ cũng như giành chiến thắng ở kèo châu Á. Vì vậy, khả năng mà tuyển Na Uy giành chiến thắng ở trận này sẽ là rất lớn. Và qua đó, với việc họ đang chấp tuyển Áo nửa trái ở kèo châu Á, sẽ củng cố thêm niềm tin rất nhiều dành cho giới mộ điệu muốn đặt niềm tin vào Na Uy trong trận đấu này. Soi kèo tài xỉu Áo với Na Uy. Ngoại trừ trận đấu mở màn Nations League mùa này của Áo và cả Na Uy đều về xỉu, thì ở 2 trận đấu mới đây nhất của 2 đội đều có kết quả nội tài. Trong đó, ngoại trừ chiến thắng hoàn hảo trước Kazakhstan vừa qua, thì còn lại tuyển Áo không có trận nào giữ sạch lưới trong 10 trận đấu gần nhất. Đây sẽ là tiền đề để kết quả ở trận đấu này có thể xuất hiện ít nhất từ 3 bàn thắng trở lên và qua đó nổ tài cả trận ở kèo tài xỉu 2.5. Nhìn lại 3 lần gặp nhau gần nhất giữa Áo và Na Uy, cả 2 đội bóng đều để lại dấu ấn cho riêng mình bằng những bàn thắng. Vì vậy đây cũng sẽ là trận đấu mà 2 đội sẽ cùng nhau ghi bàn. Trong trận gặp nhau ở lượt đi, kết quả đã có đến 3 bàn thắng và cũng đã nổ tài. Dự đoán kết quả Áo với Na Uy, dự đoán tỷ số 1-2, dự đoán tỷ lệ châu Á, Na Uy nằm dưới nửa trái, dự đoán tỷ lệ tài xỉu tài 2.5 cả trận.